Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 1, trang 151, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài 1 như sau. Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước, trách 30 độ so với mặt nước. A. Có hiện tượng gì xảy ra đối với tia sáng khi truyền qua mặt nước? Hiện tượng đó gọi là hiện tượng gì? B. Góc tới bằng bao nhiêu độ? Góc khúc xạ lớn hơn hay nhỏ hơn 60 độ? Để giải được bài này, các em có thể xem lại kiến thức ở phần kết luận của bài 40, trang 110. Có nội dung như sau. Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Vậy ta trả lời bài 1 như sau. Hiện tượng xảy ra đối với tia sáng khi truyền qua mặt nước, đó là tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường nước và không khí. Và người ta gọi hiện tượng đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Ta thấy rằng tia sáng nằm chếch 30 độ so với mặt nước. Vì vậy, góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến tại điểm tới sẽ bằng 60 độ. Đấy chính là góc tới. Góc tới sẽ có giá trị bằng 60 độ. Khi tia sáng truyền từ môi trường không khí sang môi trường nước, thì góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới. Vì vậy, góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn 60 độ. Đến đây, ta đã trả lời xong bài 1.